Hello, xin chào cả nhà. Hôm nay đi mới đi ăn về phải không? Đây mẹ cần bắt lên. Đây là cái chỗ này là chỗ ba rượu. Mình phạt đây. Còn chỗ này là chỗ bơi của trẻ con. Đấy, đẹp chưa? Mỗi một chỗ, một cái resort nó có một cái khu vực, nó lại có một cái chỗ ta cho trẻ con bơi. Trẻ con người lớn rất là đẹp. Mình chưa đi xuống cái này, thì đi xuống cái này xem ở đây mát này. Chỗ này mát này. Đây là bán xe đồ các thứ này, còn bơi áo bơi nè. Ở đây đeo túi. Ai mua giỏ sách nồi niêu xong chảo bán gái già gái ế mua luôn về cho thắm xài chơi. Cái dài nhà đầy rồi, giờ tao mua cái trẻ gánh chứ gánh này sợ có cái dài chân chứ dài có. Chân ngắn mua luôn, chân dài mua có giá, chân ngắn mua không giá. Ra biển tắm, ra biển, ra biển. Đi, em để cái túi đi chứ. Chị Ngọc ơi, nhà hàng ăn sáng thôi. Ai chị? Tỏi nè. Ở đây, bà chủ đây. Hai đĩa này. Hai rất đẹp. How are you? Are you sleep good last night? Did you? How are you? Can't sleep. Do not sleep. Em không ngủ được. I woke up every hour. You wake up every hour? Oh, me too. I couldn't sleep. So windy too, right? Did you hear the wind? Did you see the wind? Did you hear that? Yeah. Okay. See you. Come out. Come out. Come out. See you. Hi. Đây là bánh mì. Đây là nước đồ uống. Có ổi này, ổi bí cốc nè mọi người. Ôi trời, cái cốc to chưa? Trời ơi, nhìn trái cây này mê nè. Ổi mê cốc. Đây là trái cam. Trái apple. Hả? Ăn này nhiều không? Ê, có ổi nha, có ổi mê cốc kìa. Đi là lấy, ăn này nhiều không? Bánh ngọt nè. Chưa, chắc nó còn ngủ ở khanh. Ở khanh với mọi người ngủ. Bánh mì hộp đó. Can I see this? Bếp.
giống giống tối bữa hôm qua. Đây đại ca, đại ca lấy gì đấy đại ca? Dầu sao đấy? Đây là búp bê buổi sáng, đây là hành muối nhé mọi người, hành muối này. Trứng, trứng, trứng này, này, trứng này là khoai tây à? Hả? Chưa tắm xong lên ăn nó mới ngon. Đẹp ba cần. Em lấy chiếc cây cây nhé. Lấy tỏi chuối, lấy hai cái, lấy hai cái chuối cho anh. Chuối thì ngon lắm thôi. Khóc nó khóc rồi lấy gì không có giờ còn giỏi, lấy hai trái. Hai trái hả? Anh ăn hai trái. Trời có trái là anh hai trái thì ba trái. Oh, banana so good. Why? Cái này what different? Cam. Rồi đủ rồi. Ok, ăn những thứ này thôi, những thứ khó ăn. Ô xôi. You're a good ship. How long you working here? Param parara. Oh wow, nice. Wow. Nice. Pardon me? Yeah. Good. Yeah. Oh, you're having a lot of money. You're funny. Nice. Em quay ông á. À đấy kìa. Đây là nước uống ấy mọi người. Đó. Nước cam, nước nho, nước táo, nước tùm lum nước gì. Mình lấy nước này thôi. Ngoáy cái này nè, quậy quậy lên. Ây da. Đây là bữa sáng của mình đấy mọi người ơi. Đây bữa ăn sáng này. Đó. Bà Tuyết hả? Tuyết chào mọi người cái. Hi everybody. Đang ăn sáng ở Dominican Republic. Còn đây là chị Huệ này. Chị đang ngồi đừng có quay chị có. Quay ngang thì đừng có mặt mặt. Đừng bao giờ dí mặt thì vào nhé. Đợi tí nữa em cũng cảnh học ở đây. Con chim thì ăn chim nó đậu ngay trên bàn ăn kìa. Chim là tắc kè rồi mèo chó. Đây là cái trước bãi bãi tắm này, trước biển này, đẹp mọi người. Chúng ta vào đây là đâu? Ok anh lấy đi. Có tên này. Như trước này.
Lấy banana nó màu trắng gì ạ? Ừ, banana màu trắng đúng rồi. Hả? Để cho banana thế ạ? Cứ cho 3 tiếng. Cho hầm bà lăng xăng tố vào trong đây. Cũng cầm bụng chết luôn. Ờ. Ờ, em... Mua banana. Em không lấy đá đâu. Lại kính lại. Anh đi lấy đá. Ê, bôi kem chống nắng. Không phải. Cái... Sao ra biển tắm chị? Biển này nó đang clean, biển bẩn lắm. Nó không cho xuống đâu, vì đang nhiều rong. Nó đang clean rong biển hả? Ăn sáng xong rồi bắt đầu mọi người đi bơi nè. Biển ở ngoài kia hôm nay biển là có nhiều cái rong biển quá. Chưa. Tắm đi hả? Được rồi, nó lên. Mấy bà cái đâu biết rồi. Ở đây nó có rượu mạnh. Thấy ông ba á? Ừ, uống thôi. Ừ. Một đồng hai ly. Đồng hai ly giống một tối á. Ừ. Là ngon nhất dạ. Nhưng một đồng không, năm tốt nhất. Bên đây tắp kìa. Xuống bên kia à chị? Đi lối kia xuống à? Bơi chó. Đây là mấy người đẹp Bình Dương nè. Chân dài tới nách dài tới chân. Tắm hồ chứ không tắm biển được. Đó. Biển nó đang dọn dẹp bẩn lắm. Chắc là chưa có tắm được. Anh đi lấy khăn đi Hùng ơi. Nó đang chuẩn bị đó qua rồi nó đang, dạ. Nó chưa cho đâu. Ôi hai vợ chồng ông kia không tắm. Hai ông này không tắm đi ngắm biển nữa trời ơi, đi soi. Mới 9:30 hả? Ôi giời ơi còn lâu. Thôi ra hỏi luôn rồi đi. Hỏi được mấy luôn. Thấy cái Dung nó ra thì nó ngồi ăn mình thôi. Không nó đang thì cứ ra thử đi. Lấy được. Cái này của bà cứ đây cái. Cho hết rồi để hết rồi. Bơi này tiền nhiều quá bây giờ phải phơi. Tiền Mỹ nhiều quá. Đó, bây giờ phải phơi đấy. Đại gia là thành gia đại. Đại gia là gia đại. No, gia đại gia là gì không? Gia đại. Đa dại, đa dại. Đa ngu á. Đa dại. Trời ơi, thì cái thế này tao biết rồi. Đa dại. Đa ngu cho rồi đi mệt. Nó ngu nó thành đại gia con. Là... No, nó ngu nó. Ngu là cái gì không? Đa ngu là cu đa. Cái
muốn xem video vào video của em xem nha. Video video tao đang đẹp mấy bà lên cháy hết luôn. Video rồi lên cháy hết video rồi còn gì nữa. Cái bà đứng cái thoa là đẹp nhất á. Mình dây á. Mình dây phọt đó, hai ông bà kìa đứng tình cổ chưa, tắm không chịu tắm, đi vacation không chịu tắm, đứng trên kia thôi bó tay. Người mẫu liên hệ đây. Đi Nha Trang thấy người ta bơi bắt đầu bé nhất ở cái chỗ này, xong là cái bà rồi đang đi bơi á, mình học cách là mình lấy tay mình rẽ nước này, chân người ta đạp này. Tôi chỉ về Hội An đi biển nó chậm, không thì cái bà rồi đi chết, người ta còn đỡ. Tắt đi nhá. Đẹp quá, đẹp quá, đẹp quá. Hả? Đi được đi biển hết hút xì gà. Ôi trời ơi, nhìn cả hút xì gà đây một thứ hút tàu. Một điếu thuốc xì gà, hôm một điếu bao thuốc lá. Bao tiền điếu xì gà? 5 đồng. Một điếu đấy á. Điếu to mà sao mà? Điếu to mà. Cái loại à? Cái loại này là natural wood, mắc tiền này nè. Còn cái loại... Anh đi lấy khăn đi Hùng ơi. Nó đang chuẩn bị đó, qua rồi. Dạ. Nó chưa cho đâu. Ê đấy, mình ra cái chỗ kia kìa, mình hỏi nó. Nó ra chỗ góc kìa. Đi ra kia quay. Đây đi ra cái chỗ này quay này. Thì thôi rồi. Lát là thế nào lấy khăn của tôi nhá.
Càng vào trong bờ thì nó càng nhiều cát là nó vào không mà không? Không phải cái chuyện bằng đến. Ai mua giỏ sách nồi niêu xong chảo báo gái già gái ế mua luôn về cho thắm xài chơi. Đâu cần gái gái ế tao nói chưa gái già nhà đầy rồi giờ tao mua gái trẻ gánh chứ gái gánh à, có gái dài chân dài chân ngắn mua luôn. Chân dài mua có giá, chân ngắn mua không giá. Chị đưa dám cho nè mọi người. Tắm xong rồi bắt đầu mọi người để ăn trưa. Bốn chị em đang chơi đây này, bà đang bốn chị em đang chơi cờ bạc đây này, kiếm tiền sang đây 2.000 tiền vé sang đây ngồi cờ bạc đây này. Thank you.
đi chơi một ngày ba cữ, sáng ăn, trưa ăn, tối ăn. Và đây chuẩn bị đi ăn ăn đồ biển. Biển hôm nay chơi quần vàng, dây vàng nổi quá vậy. Lên lên. Mình ở đây à? Đi lên đi. Lên lên. Khanh mình không phải đây tắm, ta đến sau chắc. Phải đây, tắm à? Đâu, mấy đứa này chỉ nhuận, thì như chúng ăn cái gì, đồ đi đi mấy thằng này này. Dương Giang Đảo. Yeah. Come in. Mấy đứa trẻ con ăn ở chỗ khác, còn người lớn ở trên nào. Cô dâu, cô chú rể. Đây là Nhung này, nhìn này. Đây là chú khô rồ si phút. Ok, khắc đi chọn một việc trái ra đi. Từ này Oh my god. Bà đi từ từ thôi. Nó ngồi xe, đang ngồi xe nhìn thấy mọi người xuống ấy, chỉ chấn cho kìa. Cho ngồi xe đi. Chiến ơi, cho ngồi xe Chiến ạ. Nó ngồi, nó đi xa quá rồi đó. Nhà hàng tới thui. Oh, hèn gì thằng Việt, hèn gì mấy đứa kia nó mặc quần sọc tại vì nó đi nhà hàng khác. Sáng rồi. Ừ, rồi. Ở trong đây cũng có đầy đủ này. Đi rớt tùm tùm hết này. Hôm nay đi ăn seafood order, chỗ này là toàn dessert không? Ăn đồ Mexican. Chưa biết. Hôm nay bắt đây mở đấy. Ngon quá. Sao mà biển ra mặn. Cái này có phải là mực.
thấy gia vị ăn chung. Đó, tôm mới ăn đi. Từ xa. Ba Tuyết nữa kìa. Em có ở nhà nữa. Em có lứa. Em có lứa. Đi đôi đi thăm cái này, còn đôi chứ có chỉ thăm đôi này. Đấy. Ba bà mặc váy rất là đi giày cao gót phải cầm dép kìa. Ba bà xách dép. Ba bà xách dép kìa. Rồi ba bà xách dép này đó, thấy chưa? Hôm qua có mình ba bà ba bà rồi cái máy làm sao kia ba kéo máy đi fashion kiểu mới này, nhìn này fashion này đẹp đấy Tuyết ạ, nhìn này đẹp ấy, này còn đẹp hơn là để xóa xóa xuống kiểu mới. Ôi, cái phần của tôi đâu nhỉ? Ôi, chân em chẳng thấy đau mẹ. Ôi, cái phần của tôi mà đau rồi đó. Sợ nó đau không kìa.